Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Camera 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Kính thưa quý vị, việc một số người tham gia giao thông có hành vi biểu diễn xiếc trên đường phố như là lái xe máy buông cả hai tay hay là bốc đầu xe, nằm dài trên yên xe, thậm chí là lạng lách trước đầu xe khác khiêu khích gây nguy hiểm ngày càng gia tăng khiến cho nhiều người không khỏi bức xúc. Chỉ trong những tháng đầu năm 2024, rất nhiều trường hợp đã bị lực lượng chức năng xử lý và lập biên bản. Camera 24 giờ ngày hôm nay đã tổng hợp những tình huống này. Mời quý vị cùng theo dõi. Sự việc sau xảy ra tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Một người đàn ông lái xe máy với tốc độ cao liên tục lạng lách, đánh võng, tạt ngang đầu ô tô và lao qua đường ngược chiều, suýt đâm trực diện vào ô tô. Hành động của người này khiến nhiều người tham gia giao thông hoảng sợ. Sau khi làm xiếc trên đường, người này chạy xe đến khu vực ngã 6 thành phố Buôn Ma Thuột thì bị lực lượng công an đón lõng bắt giữ, đưa người và phương tiện về trụ sở công an phường Thắng Lợi làm việc. Vụ việc này xảy ra trên đường 3 tháng 2 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo clip ghi lại cho thấy, nam thanh niên nằm dài điều khiển xe máy chạy vào làn đường dành cho ô tô hướng từ thành phố Vũng Tàu đi thành phố Bà Rịa. Chưa dừng lại ở đó, nam thanh niên này còn liên tục lạng lách rất nguy hiểm, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn lên rồi nhanh chóng nằm xuống tiếp tục điều khiển xe. Sau đó clip đã được chuyển đến lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Vũng Tàu và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để xác minh xử lý. Mô tô có gắn camera hành trình khi đang lưu thông ở làn cao tốc của đại lộ Thăng Long đoạn qua nút giao Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã ghi lại được hình ảnh người điều khiển xe máy không những nằm trên yên xe mà còn đi vào đường cao tốc, đường cấm mô tô xe gắn máy. Sau khi tạt đầu hàng loạt ô tô đang lưu thông với vận tốc gần 80 km/h, tài xế nằm trên yên xe máy chuyển hướng cho phương tiện ra nút giao đường 70 Nhổn, Hà Đông. Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính chủ xe, lái xe liên quan và mời đến đội cảnh sát giao thông đường bộ số 11 làm việc. Theo trích xuất từ camera hành trình của một xe ô tô ghi lại cho thấy, hai thanh niên ngồi trên một xe máy liên tục đánh võng, lạng lách, cản trở giao thông tại km 1318 đến km 1320 trên quốc lộ 1A qua địa phận xã An Mỹ và xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Sự việc sau khi xuất hiện trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc vì hành vi coi thường an toàn tính mạng của bản thân và người khác. Trạm cảnh sát giao thông Tuy An đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, đồng thời phối hợp công an xã An Mỹ mời hai người ngồi trên xe để làm việc xử lý theo quy định pháp luật. Vào khoảng 0 giờ ngày 3 tháng 3 trên tuyến đường Vành Đai 2, Hà Nội, một thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ khi đang di chuyển thì bất ngờ nằm dài trên yên xe rồi lao đi vun vút. Chẳng những thế, nam thanh niên còn lấn làn ô tô. Đây là hành vi phạm luật giao thông gây nguy hiểm cho người đi đường. Nghị định số 100 năm 2019 quy định mức phạt cho hành vi nằm trên yên xe điều khiển xe là 6-8 triệu, tạm giữ phương tiện, tước giấy phép lái xe 2-4 tháng. Nếu gây tai nạn, mức phạt lên tới 14 triệu đồng.